Hello các bạn, hãy cùng cô Kobe đi khám phá nhé. Biến lớn thành cái gì đây? Ăn này. Tiến hóa. Tiến hóa nó thành con giun. Chúng ta bắt đầu tiến hóa thành con giun rồi. Bé nghịch ngợm kia. Chúng ta sẽ phải ăn 90. Bắt đầu đi ăn 90 con này để tiến hóa. Mấy thức ăn. Mùa tiếp. Ghép vào với nhau để tiến hóa. Ra con cá rồi. Chúng ta đã biến thành một con cá. Wow, còn cá nữa rồi. Wow.
từ một ấu trùng nhỏ nó bắt đầu ghép ghép các quả trứng lại với nhau, hợp các quả trứng lại với nhau thì nó thành ấu trùng lớn. Hai con hồng thành con cá nữa, thành con cá nữa rồi. Hai con cá vào nhau. Wow, wow, con cá lớn. Mình sẽ làm một con cá lớn cho xem. Rồi hợp cái này lại. Đây, một con cá vàng, hai con cá vàng, hai con cá vàng. Ý, ôi, hợp nè, wow, cá lớn rồi. Tiếp tục. Rồi, một, ấy. Một cá. Con nữa. Wow. 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 Quả trứng gì đây? Quả trứng. Chúng ta có một quả trứng. Ô, một cá vàng. Nở ra quả vàng. Bắt đầu đi bơi thôi. À, wow. Chúng ta sẽ đi ăn thịt. Wow. À, còn gì đây? Wow. Rồi. Ăn hết bột cá này. À, không hiểu bột cá gì to. Ăn hết bột này. À, quá dương, quá dương, quá dương, quá dương. Ăn được cái dương. Không biết cái dương có gì thì mở ra xem nào. À. Hết một cá bầy màu xanh. À, chúng ta sẽ đi ăn thịt hết bọn này. À. Ui, quật cuộn, quật cuộn. Lại cái dương nữa. Cái dương nữa. Ta bắt đầu tạo ra những chú cá đầy màu sắc hơn nữa nhé. Wow. Nhiều trứng quá. Ôi. Em nở ra gì nào? Ui ui. Nở ra toàn cá vàng thôi. Cá vàng. Nở ra cá vàng. Sắp tiến hóa thành con rùa rồi. Rồi. À, cá màu cam. Cá lớn. Cá lớn. Ấy. Sắp mở được dương rồi. Cá vàng. À, hai con này, hai con này. Đây. Mở dương nào. Wow. Mở dương tiếp. Mở dương có hơn 500 xu. Mở dương có 510 xu. Chú cá tiếp theo của chúng ta là gì? À.
Không được rồi. Đây, đây cái này. Cái này tím. Cái này vàng với nhau. Cái này. Rồi. Xem đợt này mình tiến hóa được con cá gì nào. Bắt đầu tiến hóa cá cấp cao nhé. Hai con cá này vào nhau. Rồi. Wow. Một con cá màu xanh đá cây. Vằn quá đẹp. Xem đợt này có thể tiến hóa thêm được con gì nữa. Một con cá màu xanh nữa. Hai cá màu xanh vào với nhau. Wow, wow, một con cá màu hồng. Tiến hóa thành con cá màu hồng rồi. Chúng ta bắt đầu đi bơi tiếp nhé. Bơi tiếp. Đi bơi tiếp thôi. Wow. Cái gì thế này? Một chú cá màu hồng rất đẹp. Bơi nổi tung tăng. Rất nhiều chú cá mề màu sắc. Ta sẽ đi thu hoạch hết. Gì đây? Một cái ống hút sao biển. Rất nhiều cá đề màu sắc. Cá màu hồng rất to. Con gì đấy? Đuổi theo, đuổi theo. Yeah. Wow. Wow, con cá kia to. Con cá kia to. Không ăn được. Không ăn được, không ăn được, không ăn được, không ăn được. Là nó đớp chết. To như thế là nó đớp chết. À, thu hoạch 15 cá. Chúng ta lại có tiền tiền hoa cá rồi. Cùng cô Kobe tiếp tục mở dương nhé. Wow. Ôi. Bắt đầu tiến hóa hai con cá màu hồng. Sẽ ra con gì? Ra con gì đây? Wow, con gì đây? Wow. Wow. Một con rùa. Chúng ta có một con rùa. Không thể tin được. Một con rùa rất đáng yêu. Thời gian mở rất lâu. Chúng ta sẽ chờ. Thank you.
Trong thời gian chờ đợi, chúng ta đi bơi với cá rùa thôi. Wow, hai con rùa vào với nhau xem ra con gì. Con rùa tiến hóa, rùa chúng ta to lên rồi. Chúng ta đi bơi với chú rùa với thôi. Phát. Wow. Wow. Chú rùa quá dễ thương. Cần 120 con cá. Để ăn được con gì đấy? Cái gì đấy? Lại có hoàng. Hoàng kho báu. Ý. Bắt cua. Rất nhiều cá nhỏ màu sắc. Wow. Biết chúng ta có thể kiếm được những cái lợi gì nữa đây. Lại một cái hoa nữa rồi. 130k. Bắt đầu hợp chú rùa tiếp theo. Kiếm gì kia? Lại nở ra những chú rùa rất đáng yêu. Wow. Một chú rùa.
Bao lâu to quá. Chú rùa màu hồng hồng rất là đáng yêu. Thôi tạm thời đi nghỉ, chương trình của chúng ta hôm nay tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé.